Đây nha các bác nhá, em Thành Auto hiện tại đang cắm sạc chiếc VinFast VS6 bản Plus từ 30% pin. Khi mà em Thành Auto sẽ quyết tâm đợi đến 80% pin xem thời gian chờ trong bao lâu nhá. Khi sạc tại trụ 250 kW, và chúng ta sẽ cùng ra xem là cái điện áp đầu vào nó là bao nhiêu kW nhá các bác nhá. Vào. Dòng điện áp sạc đang là 158A, công suất sạc đang là 66,9. Gọi là được gần 67, gọi là 67 đi. 67 kW điện áp đầu vào các bác nhá. Đấy, đang tăng dần lên thì không biết là sẽ lên được bao nhiêu. Đấy. Để chúng ta sẽ chờ xem từ 30% đến 80% xem là cái chiếc VinFast VS6 này sẽ vào được bao nhiêu. Trong bao lâu thì đầy đến 80% các bác nhé. Đấy, đây là trụ 250 kW của VinFast. Thì các bác sẽ cùng em Thành Auto chờ đợi xem là trong bao nhiêu lâu thì chiếc xe này sẽ full pin từ 30% đến 80% xem đi được xem là trong bao nhiêu lâu nhá. Đấy, thì chút nữa em Thành Auto sẽ cùng quay lại với các bác. Dạ vâng, thì hiện tại thì chiếc xe này đã sạc được 80% VinFast VS6 và Plus. Đây các bác nhá. 80% thời gian chờ sạc là 25 phút. Đấy. Thời gian chờ sạc là 25 phút nên 81% thì bắt đầu là cái tốc độ vào nó sẽ chậm xuống, nên là em xin phép là em sẽ rút súng ra. Đấy. Chúng ta sẽ phải dừng sạc ở trên màn hình. Như vậy là sạc từ 30 đến 80% chỉ mất có 25 phút khi sạc ở trạm lớn hơn 60 kW các bác nhá. Đấy, dừng ngay. Được 82% rồi. Đấy, rất là nhanh. Đúng không? VinFast VF6 khi mà sạc tại trục 250 kW như thế này thì phải nói là quá khủng luôn. Đấy, các bác thấy nhá. Đấy, thực sự là rất là nhanh đúng không ạ? Thế thì các bác đã yên tâm khi mà chúng ta sạc tại những cái trụ cao thì chúng ta sẽ không phải chờ lâu như thế, như chúng ta đi sạc đâu ạ. Đấy, như kể cả ngay như chúng ta cắm vào cái trụ 60 kW kia cũng rất là nhanh thôi. Chiếc VinFast VF6 chờ có tầm 30 phút là chúng ta sẽ đi được, chúng ta sẽ sạc từ 20 đến 80%, chắc chỉ tầm 30 phút thôi các bác nhá. Đấy, thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những cái dòng xe điện của VinFast thì đừng quên liên hệ ngay với em Thành Auto theo cái số hotline là 0961 395 131, hoặc số Zalo 0979 188 958 để được hỗ trợ tư vấn. Em Thành Auto hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Chỉ cần các bác ở bất kỳ nơi đâu, em Thành Auto cũng đều hỗ trợ được cho các bác ạ. Còn bây giờ thì em Thành Auto xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.